quý vị, bây giờ chúng ta chỉ còn 4 thí sinh nữa thôi. Hai người trong số họ là những người có phần trăm giảm cân thấp nhất tuần qua. Và dĩ nhiên họ đang rất hồi hộp và lo lắng. Anh làm em hồi hộp quá à. Thôi để giảm hồi hộp á, anh cho em hỏi nhỏ câu này thôi. Đàn ông á anh, lúc mà đang yêu với sau khi kết hôn á, họ thay đổi không anh? Tình cảm thay đổi khác nhau nhiều lắm. Đàn ông trước khi kết hôn thì thường đi mua hoa, sau khi kết hôn thì thường đi mua rau. Anh đã từng đi mua rau chưa anh Hưng? Tôi mua rau trước khi mua hoa. Rất gương mẫu. Không, cái đời đó là một đời bi kịch. Bi kịch hả anh? Tại sao vậy? Bi kịch. Tôi đã sống ở một cái giai đoạn đau khổ, bị hành hạ, rồi bị sai khiến nhiều. Sau đến mức độ đến nỗi mà phải giật sập cái cuộc tình đó để bước vào một cuộc tình khác để mới đầu mua hoa. Rất đau khổ, bi đát lắm. Sao? Thỏa lòng chưa? Dạ rồi. Thỏa dạ chưa? Dạ, em biết được cảm tình, cái cách anh Hưng yêu như thế nào. Và trong tình yêu thì ảnh hết lòng ra sao. Như vậy là thỏa mãn em rồi, cảm ơn anh. Và thí sinh tiếp theo đó chính là anh Khoa. Mình thật sự là vẫn chưa có cái kinh nghiệm mà biểu diễn trên cái sân khấu lớn như vậy, cho nên là bị áp lực. Nói chẳng ra tuần trước là mình cuối bảng, cái phần thi của mình rất là tệ, mình cảm thấy rất là áy náy và rất là quê. Nếu mà không nhờ cái số ký giảm là 2,7 kg thì không thể nào mà kéo Khoa ở lại kìa. Tụi mình có được ra bãi biển chạy bộ trên biển, kéo bánh xe, cái bánh xe rất là nặng, đi thì không nói mà khi kéo về thì cát nó bám vào ở trong vòng bánh xe rất là nhiều, khiến cho cái bánh xe nó càng ngày càng nặng, cho nên cái lực kéo tụi mình càng ngày càng giảm đi, thở không nổi nữa. Mình vẫn chưa biết che cha là như thế nào, những cái thể loại Latin là như thế nào. Cái lực của hai người nó cũng rất là khác nhau, mình thì rất là mạnh mẽ, còn chị Ốc thì có thể rất là nhẹ. Với lại cái phần nhảy của mình á thì là việc phiên về hip hop, thì mình sẽ cố gắng không lọt vào top nguy hiểm. Anh Hoài Linh, chỉ có một cái đoạn mà Khoa cởi cái áo hip hop ra để bằng cái áo xanh này, thì cái lúc mà bạn ấy đi ra bằng một cái dáng mà dance sport đó, thì chưa có ra dáng lắm thôi, Ốc thì khỏi nói rồi, cô ấy diễn thì thôi tuyệt vời rồi. Mà có lời khen Khoa là Khoa cũng đã theo được cái thần thái của chị Ốc, và đó là một sự nỗ lực và sự cố gắng. Cảm ơn anh Hoài Linh. Thì cái phần out nó hơi trễ một tí xíu, mà đối với anh là không sao lắm. Tại nguyên cái bài anh thấy nó rất là tốt. Cái phần đầu lúc Khoa em đang nhảy hip hop thì đúng, không cần nói gì về cái khả năng hip hop của em, tại nó rất là chất. Xong anh hơi lo lắng và đang nghĩ là ok, chừng nào mình sẽ thấy mấy cái động tác cha cha. Nhưng em với chị Ốc thể hiện cái phần cha cha rõ và chắc và tốt và mạnh. Và giống cái trang phục của tụi em nó rất là sáng, và cái bài này em làm nó rất là sáng. Một cái góp ý một nhỏ xíu, mấy cái động tác tay nó có cái đầu, cái phần đầu mà cái kết nó chưa rõ ràng nhá, thì chắc ở đây nữa xong nó phùm phùm nó sẽ đẹp hơn.
nhá. Nhưng mà cái bài dạ. Thật sự là chị Úc ghi nhận sự nỗ lực của Khoa, bởi vì bây giờ Khoa làm được như vậy đã là tốt lắm rồi. Chứ lúc đầu là Khoa dày không? Đúng. Dạ dày không đó. Nhưng mà bây giờ là nó đã giãn ra rồi. Nhưng mà cái bài này anh rất thích. Cảm ơn anh Trần Huy ạ. Thứ nhất, trang phục rất là đẹp. Tôi là tôi thích ngắm nhìn bề ngoài lắm. Thứ hai là ý tưởng tốt lắm. Một cái sự pha trộn hai phong cách nhảy trên cùng một nền nhạc là một sự đặc để rất là thông minh. Khi cô Ốc Thanh Vân vào vai một cô gái chuyên nhảy dance pop và có vẻ gì đó rất là xem thường hip hop, những đồ chơi modern đó. Nhưng mà sau đó thì anh ấy đã yêu đến mức độ mà phải tập nhảy dance pop để hòa cùng với cô gái ấy. Và bản thân cô ấy cũng đã thử những động tác của hip hop trên trang phục của dance pop, và cho thấy rằng cái sự hòa hợp và tính toán của các bạn là rất là tuyệt vời. Tôi là thấy cái ao vừa và cái chân của Ốc Thanh Vân rất là đẹp. Nó thẳng bắn mà nó chỉ đến mũi nhọn như này nè. Và ánh mắt của em giữ lâu hơn. Không vì một yếu tố nào, vì khán giả vỗ tay quá nhiều hay là vì sợ hết nhạc mà bỏ xuống sớm, vẫn giữ một sự tính toán rất là chuẩn xác để mà thấy là cái nghệ sĩ tính trong phòng biểu diễn của em nó cao độ đến mức độ nào. Anh mong là ở phòng sau nữa sẽ nhìn thấy được một sự tròn trịa và tuyệt vời giống như là Minh Thảo đã từng rơi vào nguy hiểm và đã có câu trả lời cho ban giám khảo là như thế nào ha. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Và số điểm giám khảo dành cho anh Khoa, 7 điểm. Anh Trần Huy, 7 điểm. Và anh Hoài Linh, 7 điểm. Điểm trung bình của giám khảo dành cho anh Khoa là 7 điểm. Chúc mừng bạn. Nửa số điểm còn lại đang chờ đợi ở phía trước. Hai bạn hãy cùng bước lên. Cân nặng cũ 100,9 cân. Sau một tuần nỗ lực, cân nặng hiện tại 97,4, giảm 3,5 cân, tương đương 3,5%. Và tổng điểm là 10,5 điểm. Xin chúc mừng anh Khoa.